nhất là quá đáng đó mà. Ôi, năm cùng tháng tận mà tụi bay cũng không để cho tao yên nữa. Quạt quạt quạt. Quạt cái gì vậy? Nhà cửa gì mà hai đứa bay bỏ đi hết đơn à? Lỡ ăn trộm nó vô nó lấy đồ hết rồi thì tụi bay ở đợi suốt đời á, cũng không trừ nợ cho tao được nữa. Tao nói cái đám tụi bay á là ủa ông đó hả? Sao nãy giờ không lên tiếng dùm cái, làm tôi tưởng cái tụi nhỏ tôi chửi đó, thấy chưa? Bà có cho tôi cơ hội mở miệng ra làm sao đâu mà nói. Chưa vô tới già đã nghe tiếng bà la lồng lộng rồi à. Chứ ông nghĩ coi nè, từ sáng tới giờ đi chợ đường xa, vừa nắng vừa mệt tôi đã bực mình. Về đây thấy nhà cửa vắng tanh nè, cho ăn trộm nó vô đây nó rình. Tôi nói cái gì thì cũng phải từ từ, nói hoài mà bà không có chịu nghe. Mình là người có tiếng tâm trong rừng, thiên nghi hạ thường hay chú ý. Bà là lối tâm bị lầm, đây rồi họ sẽ đồn rân, nói bà ăn ở thất nhân với người làm. À hang, ông nhắc là tôi mới nhớ chứ. Sáng giờ bà đi chợ mua cái gì mà tôi thấy thằng Đực có sách mua không nổi vậy? Trời ơi, nói cái vụ đi chợ rồi tôi mới nhớ nghe ông. Để tôi kể cho ông nghe nha. Chuyện gì? Tôi mém bị tụi nó chơi xấu, tụi nó chơi ghét tôi còn nghĩ coi. Thằng nào? Cái thằng nào mà to gan dám ghét bà? Thằng nào? Thì cái thằng cha bán cà chua nè chứ ai. Nó làm sao? Ông nghĩ coi á. Tôi mua của con chả tới 2 lạng cà. Hả? Vậy đó. Mà thêm có con trái cà nhỏ như mắt con mũi vậy hả? Mà nó cũng không cho nữa. Nó còn khó dễ với tôi nữa chứ. Ông coi đây nè. Coi đi. Trời đất ơi, bà mua của người ta có 2 lạng cà, bà lấy thêm một trái cà gần nửa cân rồi còn gì nữa. À, ông nói quá đáng rồi đó, bán buôn thì phải biết du di với người ta chứ. Đúng là cái đồ nghèo, keo kiệt, nhỏ mọn. Thôi, bà đừng có ở đó mà lo chuyện thiên hạ nữa. Bà có biết hôm nay là mấy rồi không? 18 Tết rồi, bởi vậy tôi mới đi mua đồ để chuẩn bị ăn Tết đây nè. Tụi không thấy sao mà còn hỏi. Bà nói hay quá ha. Vậy bà có nhớ bà đã hứa gì với thằng Đực với con Mén không? Ông sao khéo lo quá hả? Đã tụi nó không nhắc tức là tụi nó không có nhớ. Mà ông còn nói ra làm gì? Bộ ông tính thưởng quà đầu năm cho tụi nó thiệt hả? Bà nghĩ sao mà nó tôi thưởng cho nó? Thưởng cho tụi nó là chẳng thà là bà giết tôi còn sướng hơn. Nhưng mà mình là người lớn, đâu có thể nào thất hứa với tụi nhỏ được, bà biết chưa? Ông nói ông không thưởng mà cũng không thất hứa với tụi nó. Ừ. Vậy làm sao? Hả? Thiệt tình là tôi không hiểu à. Làm sao đâu nói tôi nghe coi. Bà làm sao mà hiểu được? Bao nhiêu thâm mỹ sâu xa tôi vừa tính ra. Tôi không bao giờ chịu tốn tiền không lời. Làm sao cho nó không lấy quà mà phải mang lấy ơn. Suốt đời làm mưa tông tơ cho mình không công. Nghe ông phân giải đôi câu thật rải ghê, tính như ông thì tôi mới được yên trong lòng. Tiền của ta dễ đi cho người mà không có đẻ ra, vợ chồng mình cứ y kê mà làm cho sống. Hơi cao quá. Chưa có gì dỗ mừng nữa. Tôi chỉ lãnh phần thằng Đực thôi nha. Còn con Bén là bà liệu bà lo cho nó đó. Yên tâm đi, ông đừng có lo. Sợ là sợ cái Đực. Cái mặt nó ghê lắm nghe ông. Vì sao? Chứ còn con Bén thì nó khờ lắm. Tôi nói sao là nó nghe vậy nè. Yên tâm đi, ông giao nó cho tôi. Vợ chồng mình đúng là trời xanh một cặp. Xứng đôi vừa lứa.